Xin kính chào bà con và các bạn, trang nông nghiệp tuần này sau trang tin hoạt động nông nghiệp, mời bà con và các bạn theo dõi hướng dẫn lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ đông xuân 2021-2022. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2021, triển khai sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Năm 2021, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai năm 2020. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản, cùng với diễn biến bất thường của thời tiết, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Song với sự chỉ đạo, hỗ trợ của các cơ quan chuyên ngành từ trung ương đến địa phương, đặc biệt sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự chủ động của Sở Nông nghiệp trong việc kịp thời tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều đề án, phương án sát đúng với tình hình thực tế sản xuất cũng như phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả nên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng của ngành đạt 3,02%, vượt chỉ tiêu đề ra. Chỉ tiêu năm 2021 là 2,5-3%. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 29,46 vạn tấn, vượt 13,2% kế hoạch. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 47.609 tấn, đạt 116,3% kế hoạch. Tổng sản lương thủy sản 36.041 tấn, đạt 97,4% kế hoạch. Trong rừng tập trung, 9.493 đạt 136,5% kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng 50% đạt 100% kế hoạch, tỷ lệ hồ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92,14% đạt 100% kế hoạch. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2021 có thêm 6 xã về đích đạt kế hoạch đề ra. Năm 2022 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 17. Có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức. Phát huy những kết quả đạt được của năm 2021 dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh. Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, toàn ngành sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực tập trung tại cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề phát triển bền vững cho giai đoạn 2021-2025, xứng đáng là một trong ba trụ đỡ của nền kinh tế tỉnh nhà. Vừa qua, Hội đồng đánh giá phân hàng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị thẩm định đánh giá phân hàng sản phẩm OCOP năm 2021. Theo nhận định của Hội đồng đánh giá, xếp hàng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm nay các sản phẩm tham gia dự thi có số lượng và chất lượng vượt trội so với năm 2020. Theo nhận định của Hội đồng đánh giá xếp hàng sản phẩm o cấp cấp tỉnh, năm nay các sản phẩm tham gia dự thi có số lượng và chất lượng vượt trội so với năm 2020. Từ sản phẩm đặc trưng, chất lượng, an toàn ở các địa phương, các huyện, thành phố, thị xã đã hướng dẫn chủ thể xây dựng hồ sơ tham gia dự thi đánh giá phân hàng sản phẩm o -Cup. Theo kết quả đánh giá tại cấp huyện, có 45 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hàng các sản phẩm o cấp cấp tỉnh, trong đó có 40 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm, 5 sản phẩm thuộc nhóm thảo dược. Với 28 chủ thể tham gia, 7 công ty, 7 hợp tác xã nông nghiệp, 9 hộ gia đình và 5 tổ hợp tác. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng đánh giá, xếp hàng sản phẩm o cấp tỉnh đã đánh giá, tham gia góp ý hồ sơ sản phẩm của từng chủ thể, đồng thời tiến hành đánh giá xếp hàng cho sản phẩm OCOP. Sau hội nghị, Hội đồng đánh giá phân hàng sản phẩm OCOP tỉnh phối hợp với các sở ngành liên quan gửi mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Sau khi có kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu theo đúng quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận hàng đối với các sản phẩm OCOP này. Vừa qua, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình cải tạo đàn bò năm 2021. Trong năm 2020-2021, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình cải tạo đàn bò theo hướng chuyên thịt bằng phương pháp thu tinh nhân tạo, sử dụng tinh các giống bò nhập ngoài như BBB, Red Brahman, Red Angus để phổi giống cho những bò cải lai zebu tròn lọc, có tỷ lệ lai từ 50% trở lên. Từ các chương trình cải tạo đàn bò, ước tính mỗi năm đã có hơn 9.000 bê lai ra đời. Theo đánh giá, bê lai sinh ra có ngoài hình đẹp, tăng trọng nhanh khoảng từ 20 đến 22 kg một con một tháng đối với bê lai nhóm Zebu, 26 đến 31 kg một con một tháng đối với bê lai hưởng chuyên thịt sử dụng tinh các dòng bò nhập ngoài, giá bán từ 21 đến 25 triệu đồng một con đối với bò lai nhỏ zebu từ 25 đến 30 triệu đồng một con, đối với bò hưởng thịt cao hơn từ 10 đến 20 triệu đồng một con so với bò vàng địa phương. Thông qua chương trình còn giúp người chăn nuôi bò hiểu được lợi ích của cải tạo con giống, áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trừ dịch bệnh, thay đổi tập quản chăn nuôi từ quảng canh sang đầu tư thăm canh, cỏ quản lý. Theo kế hoạch, năm 2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh dự kiến số lượng bò cải phổi giống là 10.000 con, tập trung chủ yếu ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triều Phong và Hải Lăng. Trong đó sử dụng tin nhóm bò Zebu là 3.500 con, tin ngoài nhập là 6.500 con. Thưa bà con và các bạn, việc lựa chọn bộ giống phù hợp và bổ trí mùa vụ hợp lý nhằm luôn đách thời tiết bất lợi, hạn chế sâu bệnh phát sinh và gây hại, đảm bảo vụ sản xuất thẳng lợi, có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Trong trang nông nghiệp tuần này, chúng tôi xin được giới thiệu đến bà con lịch thời vụ và cơ cấu cây trồng vụ đông xuân 2021-2022. Sau đây là nội dung chi tiết. lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ đông xuân 2021-2022, căn cứ đặc điểm khí hậu, thời tiết các tiểu vùng trong tỉnh, thời gian sinh trưởng các loài giống cây trồng và quy luật phát sinh phát triển của sâu bệnh hại, căn cứ đặc điểm của ruộng đất, tình hình sử dụng vật tư kỹ thuật, hệ thống thủy lợi và phương thức canh tác của nông dân trong tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo lịch thời vụ và cơ cấu giống cho các loài cây trồng chính trong vụ đông xuân 2021-2022 trên địa bàn tỉnh như sau. Về cơ cấu giống Đối với cây lúa, chỉ đưa vào sản xuất các giống lúa ngắn ngay và cực ngắn, các giống có quyết định lưu hành của Cục Trồng Trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và được ngành nông nghiệp phát triển nông thôn khuyến cáo phù hợp trên địa bàn và có thị trường tiêu thụ, có hiệu quả kinh tế cao. Giống đưa vào sản xuất phải đạt tiêu chuẩn về phẩm cấp theo quy định, tuyệt đối không sử dụng các giống lúa đã thoái hóa, thóc thịt làm giống, Lương giống sử dụng gieo xà từ 70 đến 80 kg một hecta. Cơ cấu tỷ lệ giống đưa vào sản xuất trên địa bàn không quá 30% diện tích cho mỗi giống. Các hợp tác xã, tổ hợp tác nên cơ cấu từ 3 đến 4 loài giống lúa phù hợp từ bộ giống lúa khuyến cáo của tỉnh để tập trung thâm canh. Các giống lúa cơ cấu vào sản xuất như sau: các giống lúa chủ lực sản xuất đai trà, HN6, HC95, Anxin 1399, Dư Hương 8, Đài Thơm 8, Khang Dân GD2, Bắc Thơm 7, HT1, các dòng lúa bổ sung VNR20, Thiên Ưu 8, DQ11, TBR97, ST24, ST25, Nệp Hương, Bắc Thìn, Hà Phạt 3, đưa dần vào sản xuất các dòng lúa đã khảo nghiệm có triển vọng. QC03, Phong Nha 99, QR1, DB6, DCG66, QS447, LDA1. Cây ngô tập trung sản xuất các giống ngô lai, ngô nếp phù hợp có hiệu quả trên địa bàn tỉnh như LVN10, LVN17, Thìn Vương 4 số 9, CP38, NK54, ngô nếp lai, HN88, HN68, MX10, VN2, nếp nù, MX4, Cây lạc tùy theo tính chất đất tương vùng và thị trường tiêu thụ để lựa chọn giống lạc đưa vào sản xuất cho phù hợp, tập trung gieo trồng giống lạc L14, L20, L23, L27. Cây khoai lang sử dụng các giống VC06, khoai lang Nhật Bản ruột vàng, các giống khoai lang địa phương khác. Cây ớt sử dụng các giống ớt như Sừng Trâu, Chỉ Thiên và một số giống ớt lai khác phù hợp trên địa bàn tỉnh. Cây sắn, giống sắn chủ lực Hàng Hóa KM94 tiếp tục khảo nghiệm theo dõi các giống sắn có triển vọng kháng bệnh virus khảm lá như HN3, HN5. Về khung thời vụ, tùy theo thời gian sinh trưởng của các giống lúa, tính chất đất, điều kiện nước tưới và mức độ thâm canh để bổ trí thời vụ giao cấy phù hợp, tạo điều kiện cho lúa trổ tập trung từ ngày mùng 5 đến 15 tháng 4 năm 2022. các dòng lúa hạt C95, Bắc Thơm 7, ST24, ST25, VNR20 và các dòng tương đương gieo xà từ ngày mùng 5 đến mùng 10 tháng 1 năm 2022. Các dòng lúa dư hương 8, Khang dân, HT1, ZD2, TPR97, Đài Thơm 8 và các dòng tương đương gieo xà từ mùng 10 đến 15 tháng 1 năm 2022. Các dòng lúa hạt N6, An Sinh 1399 và các dòng tương đương gieo xà từ 15 đến 20 tháng 1 năm 2022 các cây khác cây ngô ngô đông xuân sớm gieo từ 30 tháng 11 năm 2021 đến 15 tháng 12 năm 2021 ngô chỉnh vụ gieo từ 15 tháng 12 năm 2021 đến 20 tháng 1 năm 2022 thời vụ gieo trồng ngô cần kết thúc trước 20 tháng 1 năm 2022 cây lạc những vùng thường xuyên khô hạn nên bổ trì gieo sớm từ 15 tháng 12 năm 2021 đến 15 tháng 1 năm 2022 vùng đồng bằng đủ ẩm nên gieo từ mùng 10 tháng 1 đến mùng 10 tháng 2 năm 2022. Các vùng thuộc huyền Hưởng Hóa, ngoài thời vụ trên, tùy theo điều kiện khí hậu từng tiểu vùng để bổ trí vụ trong từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022. Cây khoai lang trong từ cuối tháng 11 năm 2021 đến 30 tháng 1 năm 2022. Cây ớt ra sớm trên chân đất cát, cạt pha, gò đồi thường thiểu nước cuối vụ Gieo hạt tháng 10, tháng 11, năm 2021, trong từ tháng 12, năm 2021, đến tháng 1, năm 2022 Tra chính phủ Gieo hạt tháng 12, năm 2021, trong từ tháng 1, đến tháng 2, năm 2022 Cây sắn Trong từ tháng 12, năm 2021, đến tháng 2, năm 2022 Các vùng thuộc huyền hưởng hóa Ngoài thời vụ trên, tùy theo điều kiện khỉ hầu từng tiểu vùng để bổ trí vụ trong từ tháng 4, đến tháng 6, năm 2022 để tổ chức sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 thẳng lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên theo dõi cập nhật các bản tin dự báo thời tiết của Đài khí tượng thủy văn tỉnh để kịp thời ứng phó, điều chỉnh lịch gieo trồng và chăm sóc phù hợp, nhất là các đợt rét đầm, rét hại xảy ra vào đầu vụ. Chỉ đạo các địa phương khuyến cáo nông dân bè bờ giữ nước trên ruộng sau các trận mưa lớn để chủ động nguồn nước, tiến hành ra quân diệt chuột, làm đất sớm, ngâm nước nhằm vui gốc trà, cỏ dài để tiêu diệt nguồn sâu bệnh hại. Tuyệt đối không cơ cầu các dòng lúa có thời gian sinh trưởng dài ngày như XI23, VN10, IR38. Tập trung gieo cẩy các dòng lúa ngắn ngay và cực ngắn. Chuẩn bị nguồn giống dư phong để gieo cẩy lại trên các diện tích bị thiệt hại do thiên tai. Chuẩn bị các phương tiện đầu úng để chủ động khắc phục tình trạng ngập úng trong thời điểm lúa mới gieo nghiêm chỉnh chấp hành luật trồng trọt, luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các văn bản hướng dẫn liên quan. Ra soát diện tích đất lúa không chủ động nước tuổi, đất sản xuất lúa hiệu quả thấp để xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ để mang lại hiệu quả cao hơn. Chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tuyệt đối không sử dụng, mua bán, trao đổi, vận chuyển hom sản từ các vùng trồng sản vì bệnh virus khảm lá sắn trong năm 2021 không trong các dòng sắn mẩn cảm với bệnh virus khảm lá sắn như HLS11, HLS12, KM60, KM419, KM140. Công ty trách nhiệm hữu hàn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị căn cứ thông báo lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để xây dựng kế hoạch mở nước phù hợp, đảm bảo cho các địa phương tổ chức làm đất, gieo cấy, đảm bảo lịch thời vụ ban hành. Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh và các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh chuẩn bị đầy đủ các giống cây trồng đã được cơ cấu theo thông báo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đảm bảo cung ứng kịp thời theo nhu cầu của các địa phương. Chuẩn bị nguồn giống dự phòng có thời gian sinh trưởng cực ngắn để cung ứng cho các địa phương kịp thời gieo cấy lại diện tích bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên cơ sở thông báo lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ đông xuân 2021-2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để chỉ đạo áp dụng phù hợp trên địa bàn, đảm bảo sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 thẳng lợi. Xin cảm ơn quý vị và bà con nông dân đã đồng hành cùng trang nông nghiệp tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong khung giờ này vào tuần sau.